Xin kính chào quý vị khán giả. Đây là kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, ngay sau khi nghi phạm bị bắt ở chuồng lợn trong ngôi nhà bỏ hoang cách nhà 200m, mới nhất, người dân sống xung quanh nhà của nghi phạm đã tỏ ra rất bất ngờ khi biết về sự việc. Tuy nhiên, nhiều thông tin khác lại cho biết nghi phạm đã từng rút dao dọa chém người ở chợ. Người dân nói rằng, sáng nay khi Hà bị bắt ở ngôi nhà hoang, họ cảm thấy vô cùng bất ngờ như vậy sau 12 giờ đồng hồ kể từ khi vụ án xảy ra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đã điều tra làm rõ và bắt giữ xử lý đối tượng trước pháp luật bà tê chủ của căn nhà mà hà đã lẩn trốn cho biết căn nhà này là nơi thờ tự nên thường ngày không có người ở khu vực nữ nghi phạm ngủ qua đêm dùng để làm kho chứa củi mọi ngày bà tê vẫn qua căn nhà này lấy củi bà tê lo lắng kể lại khi biết tin, tôi sợ hết hồn vì nếu không bắt được nghi phạm thì rất có thể khi tôi ra lấy củi mà trông thấy thì không biết sẽ như thế nào. Người phụ nữ này nói rằng, khi hay tin hạ ẩn náu tại ngay nhà hoang của nhà mình đã khiến bà cảm thấy rất sợ hãi. Bởi khi bà ra lấy củi, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Một số người dân trong khu vực cũng cho biết, trước đây Trước khi gây án, Phạm Thị Hà đã từng rút dao dọa chém một tiểu thương ở ngoài chợ vì xích mích khi mua bán. Người dân nói rằng, sáng nay Hà bị bắt ở ngôi nhà hoang, họ cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nhiều người nghĩ rằng nữ nghi phạm đã cao chạy xa bay. Họ không thể ngờ rằng một người phụ nữ tưởng như chân yếu tay mềm lại có thể gây án manh động đến như vậy. Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra ngày 11 tháng 4 tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, khoảng 22 giờ ngày 11 tháng 4. Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận tin báo của Công an huyện Tân Yên về việc vào tối cùng ngày, tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, chị Dương Thị T.M đã bị Phạm Thị Hà dùng dao chém nhiều nhát bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu. Gây án xong, Hà đã vứt hung khí lại hiện trường bỏ trốn. Phòng cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với công an huyện Tân Yên và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh điều tra truy bắt đối tượng và làm rõ nguyên nhân vụ án. Theo công an Bắc Giang, hiện nay trên một số trang mạng xã hội lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng về nguyên nhân của vụ việc, mối quan hệ giữa đối tượng và nạn nhân, cũng như tình trạng sức khỏe tâm thần của đối tượng gây hoang mang trong dư luận. Phòng cảnh sát hình sự công an Bắc Giang đề nghị người dân không chia sẻ những nội dung trên sáng 12 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chủ trì phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ đã bắt giữ thành công Phạm Thị Hà, 38 tuổi, trú tại Tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, khi ả à đang lẩn trốn tại một khu nhà hoang thuộc thị trấn Nhã Nam. Tại cơ quan công an, bước đầu Phạm Thị Hà đã khai nhận về hành vi phạm tội của bản thân. Sau khi sát hại chị Dương Thị T.M., 25 tuổi, trú tại Tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, chủ xốp quần áo, trong quá trình lẩn trốn, Hà đã sử dụng thuốc diệt chuột để tự tử nhưng không thành. Tại cơ quan công an, Phạm Thị Hà khai nhận bản thân và chủ xốp quần áo GTTM 25 tuổi trú tại tổ dân phố Cầu Thượng không hề có mâu thuẫn thù hằn cá nhân. Cô ta từng mua quần áo ở xốp của chị M nhưng không vừa ý nên chiều tối 11 tháng 4 Hà đã quay trở lại xốp và yêu cầu được đổi quần áo. song chị M không đồng ý. Hai người lời qua tiếng lại, rồi Hà bất ngờ dùng dao chém nhiều nhát khiến chị Mờ tử vong vào tối ngày 11 tháng 4. Gây án xong, Hà bỏ lại hung khí tại hiện trường và bỏ trốn. Cơ quan công an cho hay, Hà không có biểu hiện bệnh lý về tâm thần như tin đồn trên mạng xã hội. Được biết, Hà chưa lập gia đình, làm nghề tự do. Hà và nạn nhân ở cùng tổ dân phố. Người dân bàng hoàng kể lại thời điểm chủ xúc quần áo bị sát hại tưởng đánh ghen vì trời quá tối. Khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Mới nhất vào chiều ngày 12 tháng 4, gia đình đang tổ chức lễ an táng cho cô gái trẻ GTTM, sinh năm 1997, là chủ shop quần áo ở tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang, bị sát hại vào tối 11 tháng 4. Theo lời bà L, một người thân trong họ với nạn nhân cho biết, tối ngày 11 tháng 4, Nhà cũng là xốp quần áo của mờ đã bị mất nước, nên mờ vào nhà bà ngoại ở gần đó để sinh hoạt. Quãng đường không xa, nhưng còn ngõ vào nhà lại vắng. Thời điểm hơn 20 giờ cũng đã ít người qua lại. Khi mờ đến gần nhà bà, thì bất ngờ bị Hà dùng dao tấn công. Một người hàng xóm vì trời tối không quan sát kỹ còn tưởng là đánh ghen. Khi phát hiện ra đã chi hô, thì Hà cũng đã nhanh chóng tẩu thoát. Cô gái trẻ bị mất nhiều máu và tử vong sau đó không lâu. Người thân cho hay, ngay tại hiện trường có một ao nước, tôi nghĩ Hà Định ném con dao xuống đó để hủy vật chứng, nhưng con dao đã mắc trên cành cây. Khi lực lượng công an đến thì con dao rơi xuống. Cũng theo chia sẻ của người này, mờ theo bố mẹ vào Phú Quốc, Kiên Giang sinh sống đã nhiều năm trước. Vào cuối năm 2021, mờ trở lại nhà ở Bắc Giang và cùng người thân mở shop bán quần áo trong ngày 12 tháng 4, rất nhiều người thân, hàng xóm đã có mặt để chia sẻ nỗi đau với gia đình cô gái xấu số. Nhiều người từng tiếp xúc đều đánh giá mờ là cô gái rất ngoan hiền, đẹp người, đẹp nét. Do đó vào sáng cùng ngày, khi lực lượng công an bắt giữ được Hà, rất nhiều người đã bức xúc. Phía cơ quan công an đã phải ngăn cản để áp giải đối tượng về trụ sở. Đáng chú ý, hành vi trốn tránh, bỏ trốn có thể liên lụy đến người thân bạn bè. Trường hợp những người thân quen với nghi phạm biết rõ người này đang bị truy tìm, đã thực hiện hành vi giết người nhưng vẫn che giấu, giúp sức, không tố giác, thì những người này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội che giấu tội phạm hoặc là tội không tố giác tội phạm theo quy định của pháp luật. Rất đáng tiếc, nghi phạm trong vụ án này lại là đối tượng nữ nhưng lại thực hiện hành vi quá côn đồ và dã man. Thường những đối tượng này là những người coi thường pháp luật, thường xuyên phá rối trật tự trị an. Hầu hết các đối tượng này là những người có trình độ thấp, ít học, thất nghiệp, ăn chơi lêu lồng và là thành phần của nhiều tệ nạn xã hội khác. Do đó những đối tượng này có trình độ và ý thức pháp luật kém, thường có nhân thân, xấu, đã có tiền án tiền sự. Một trong những hành vi phổ biến hiện nay là thích gây sự, hành hung người khác, gây sự, gây rối trật tự công cộng và nền tảng của tính chất côn đồ cũng được hình thành từ những hành vi sai trái nhỏ này. Chỉ cần vì những nguyên nhân nhỏ nhặt, vô cớ hoặc vì những duyên cớ vô lý thì họ đã có thể thực hiện hành vi phạm tội. Những nguyên nhân này rất đơn giản và nhỏ nhặt, như việc chỉ cần người khác có biểu hiện thái độ với đối tượng này mà họ cho là vô lễ hay khinh thường họ thì hành vi hành hung đã có thể xảy ra. Đến thời điểm này, nguyên nhân của vụ án đã được điều tra làm rõ. Thủ phạm rồi đây sẽ bị trừng trị thích đáng, nhưng bản án lương tâm và những nỗi đau của người thân gia đình sẽ mãi không thể nào nguôi. Đây là vụ án nghiêm trọng về an ninh trật tự. Đối tượng đã sử dụng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người của nạn nhân, khiến nạn nhân tử vong. Những dấu vết để lại trên cơ thể của nạn nhân cho thấy hành vi của đối tượng gây án là rất hung hãn, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác. Một lần nữa xin được nhắc lại, trước sự việc đau lòng này, quý vị khán giả hãy thật bình tĩnh lắng nghe câu chuyện bằng hai tay, không tin thông tin sai lệch về vụ án. Đồng thời, Phòng Cảnh sát hình sự cũng đề nghị người dân không chia sẻ những nội dung trên. Đến thời điểm này, tại cơ quan công an, Phạm Thị Hà, sinh năm 1984, trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang, bước đầu khai nhận Nguyên nhân ra tay sát hại nữ chủ xốp quần áo là do mâu thuẫn có liên quan đến việc mua bán quần áo. Vụ chủ xốp quần áo bị sát hại dã man ngay trong tối 11 tháng 4 đã khiến cho nhiều người bàng hoàng. Không ít người dân quanh khu vực đã tập trung xung quanh hiện trường xảy ra vụ việc đau lòng. Bên cạnh đó, nhiều người dù không biết nạn nhân cũng đã gửi những lời chia buồn đến cô gái xấu số. Quý vị có suy nghĩ gì về hành động, hành vi và lời khai máu lạnh của đối tượng Hà? cuối cùng thì nữ nghi phạm sát hại nữ chủ xốp ở bắc giang sẽ phải đối diện với mức án như thế nào chúng tôi sẽ gửi đến quý vị khán giả những tin tức tiếp theo xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại